Xin ơi, chào tất cả các bác và các anh em. Em có hai chiếc băng số GVLX 200. Một chiếc thì còn rất là đẹp và một chiếc thì nó cũ hơn. Chiếc phía trên thì đẹp hơn chiếc phía dưới. Thì em cũng nói luôn về cái giá này. Cái giá của chiếc đẹp là 3,2 triệu. Còn chiếc phía dưới là 2,5 triệu. Thì em không phải giới thiệu về ruột gan, linh kiện hay là như vậy là các cái nút tinh chỉnh. Mà quan trọng nhất thì các anh em xem em làm băng số thì các anh em có thể tin tưởng để mà mua thôi. Thế còn về cái giá thành thì như vậy là đẹp thì nó có giá cao hơn và cũ hơn thì nó có giá rẻ hơn. Thì cái này nó là một cái mà hàng qua sử dụng thì nó có một cái đặc điểm như thế. Thì các anh em là cái người mà thường xuyên tìm hiểu các thiết bị âm thanh thì các anh em cũng thể nắm bắt được là cái mới cái cũ. Thì chiếc phía trên là chiếc mới hơn, giá 3,2 triệu. Thế còn chiếc phía dưới thì là cũ hơn thì 2,5 triệu. Thế còn về cái vấn đề mà căn chỉnh thì các anh em không phải lo. Thì đối với một người chuyên làm băng số mà các anh em khi mua băng số ấy, thì các anh em phải xem những cái vấn đề về về cái cách làm của người bán hàng và những cái phản hồi của người dùng. Cái đấy là cái mà nó rất quan trọng khi các anh em mua băng số. Bởi vì là những cái anh em mà trước đây đã dùng rồi ấy thì sẽ đánh giá được cái khả năng của người bán hàng, của người cài đặt. Thế còn bây giờ nếu như mà các anh em mà mua mà không nhìn nhận ấy thì có lẽ rằng là rất là khó. Thì một chú em mua của em X12 mới nhận được này. Đây các anh em thấy rằng là đây là một chú em mua X12 mới nhận được này. Hàng ngày thì rất nhiều các anh em là như vậy là có những phản hồi tốt khi mà em bán băng số cho các bác và anh em. Đấy là những cái mà nó rất là quan trọng khi các anh em mua. Và đây cũng là một chú em ở Hà Nội mà như vậy là có gửi cho em chiếc băng số Koda S10. Đây là chiếc Koda S10. Chú này hát dì vợt. Và trước khi như vậy là gửi cho chú này thì em hát một cái bài hát với chế độ dì vợt. Và hôm qua thì chú nhận hàng thì chú có gửi cho em một cái file mà chú ấy thu âm. Thì rất nhiều các anh em là đã từng gửi băng số cho em căn chỉnh. Và đây là một chú em mà gửi cho em cái chiếc băng số chỉnh bằng tay thôi. Chiếc băng số chỉnh bằng tay. Nhưng mà cũng có một kết quả khá là tốt. Đây các bác thấy rằng là đây. Đây là một chiếc băng số chỉnh bằng tay. Chiếc băng số này nó là chiếc băng số gì nhỉ? Em quên mất rồi. Băng số này là băng số gì nhỉ? Thì em cũng sơ sơ để cho các anh em thấy được rằng là đây là một chú em gửi cho em chiếc băng số gì đây nhỉ? Đây. Cái con này là cái con bo. Con này là con bo audio. Con này là con bo audio. Chú này là có gửi cho em chiếc băng bo audio. Cũng rất là tốt khi mà như vậy là gửi băng số đến cho em căn chỉnh. Rất nhiều ở các anh em là đã là cái người mà thường xuyên như vậy là mua băng số của em hoặc gửi băng số căn chỉnh. Đây là một chú em làm dịch vụ và có mua của em một bộ mic và một chiếc vang 1080M. Rất nhiều các anh em. Thế thì để cho các anh em có thể yên tâm như này, em test thử nhạc và thử mic luôn nhá. Bởi vì em cũng rất là bận. Có hàng thì em giới thiệu nhanh với các anh em để các anh em có thể là đặt mua. Một chiếc còn khá đẹp là 3,2 triệu và một chiếc cũ hơn 2,5 triệu nhá. Thế còn về chế độ ấy thì em làm là đến 10 chế độ ở trên cái dòng băng số GVLX 200. Đây là các chế độ mà em vẫn thường làm ở trên băng số này. Đây các chế độ mà em vẫn thường làm trên băng số. Thì các anh em khi mà mua băng số thì có nhiều chế độ như này thì có lẽ rằng là rất là dễ dùng. Cái nhất là nó khác nhau về âm sắc. Có các bác anh em mà thích bass nhiều, có bác anh em mà thích check nhiều. Thế còn cái effect thì em sẽ làm tốt cho các anh em. Thì cái này nó là một cái mà quan trọng của cái người bán hàng. Chứ còn bản thân các anh em là khó tự mình căn chỉnh để những chiếc băng số mà trắng tinh mà hay được. Phải dựa trên những nền tảng này. Dựa trên nền tảng của người làm này. Các anh em nắn chỉnh thêm thì là nó sẽ dễ. Bây giờ sẽ gọi chế độ đầu tiên ra này. Mở nhạc nhé. Đang mở nhạc này. Thank you.
Bây giờ em sẽ thử mic nhá, thử mic ở trên JBL KX200 này. Bây giờ sẽ tăng mic lên một chút này. Âm 10 này. Âm 10. 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Tiếp đến một chế độ dày tiếng này. Một chế độ dày tiếng. 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. Và thử một chế độ nhiều dì vọt này. Chế độ nhiều dì vọt. 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6. Và thử một chế độ dì vọt nữa nhé. Đây chế độ dì vọt này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6. Thì em giới thiệu nhanh với các anh em về hai chiếc vang số cách 200. Để các anh em có nhu cầu thì các anh em hãy liên hệ với em, thì em sẽ cài theo cái tính chất bộ dàn cũng như cái sở thích của các bác và anh em.